Chương trình này được bảo trợ bởi Family Choice, tổ ấm y tế của mọi gia đình, 714-898-0612. Cảm ơn quý vị đã tiếp tục theo dõi chương trình tới phần thứ 3. Ngay bây giờ mình có một người đương chờ đặng hỏi. Hello, cho em biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, xin chào hai bác sĩ. Tôi năm nay 56 tuổi. Dạ. Xin phép được hỏi hai bác sĩ là trong miệng của tôi nó cứ hay bị giống như là nổi cái mạch, mấy cái mạch lên hết. Trên một ngày là nó hết rồi thôi. Giống như bị nóng thì xin cho hỏi là tôi có phải uống cái thuốc gì cho hết hay là ăn cái gì cho nó không có nổi mục trong miệng nữa không ạ? Cảm ơn bác sĩ. Yeah, so cái này là tiếng Anh là gọi là aphthous ulcers. So giống như vết lở ở trong cái miệng. Yeah, này là nó nổi lên khi mà typically có bị either virus hay là bị stress nhiều. Yeah. Hay là có thể bị, you know, burn bỏng ở trong miệng hay là trauma ở trong miệng. And so cái này là mấy cái này là lành, nó không có ung thư, doesn't become ung thư, but cô có thể either xúc miệng với nước muối ấm, hay là hỏi bác sĩ gia đình có thể cho cô một cái thuốc gọi là Kenalog paste. Mm-hmm. So cái đó là thuốc steroid, nó giảm sưng. Yeah, and, và nếu mà nó đau quá, mà nó sưng, có nhiều người đó họ bị stress, họ bị căng thẳng quá đó, thì nó có thể là nó nóng đó, thường mùa nóng nó cũng bị nhiều lắm, nó bị hai ba cái mà nó đau quá đó, thì có thể xin bác sĩ gia đình cho cái thuốc lidocaine đó, là mình chấm vô là nó đỡ đau. Và cái thuốc như bác sĩ Amy nói, cái thuốc steroid Kenalog đó, là mình chấm vô đặng nó giảm sưng, thì cái Kenalog nó giảm sưng, còn cái lidocaine thì nó giảm đau. Nhưng mà cái này rất là nhiều người bị có, tại cô đừng có lo ha, không nhiều nguy hiểm hết. Dạ thưa bác sĩ, vậy mình có mua ở ngoài over the counter được mà? Tôi không biết là cái thuốc Kenalog nó có cho mua over the counter hay không. Chắc tôi không biết, chắc chắn là cái lidocaine thì chắc không có đâu. Và có cái thuốc Oragel, so Oragel là over the counter, cái đó có thể giảm đau một chút. Giảm đau thì được thôi. Cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ ạ. Dạ. Xin chào cô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Dạ, tôi chào bác sĩ. Dạ, cô vặn cái TV xuống nha. Cô đừng có dùng cái TV đang nói chuyện, cô dùng telephone đó cô. Đang nó khỏi dạ, bị. Dạ. Dạ, đang nó khỏi bị cái echo đó cô. Dạ. Dạ, cô có hỏi. Thưa bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, tôi có cái bà bạn á. Dạ. Bà có cái một cái trên cái đắp giận á, mà hai mươi mấy năm nay nó không có hành, không có đau gì vậy, rồi bây giờ từ từ nó. Nó bây giờ thấy nó lớn rồi là làm sao bác sĩ? Cái mụn nó ở đâu cô? Dạ ở trên đất giọng á, trên đất giọng ở trong họng á. Ở trên đó phải không cô? Ở trong cái họng mà ở trên. Dạ. Okay. So depending on where cái đó là thì bệnh nhiều người có mấy cái giống như cái mass ở trong cái palate, so cái trên cái miệng. Cái đó là usually xương, and so không có phải lo, không có như vậy bây giờ thấy nó hình như là nó lớn lên rồi, có sao không bác sĩ? So nếu mà nó xương nó có thể lớn hơn, nó không có bị nguy hiểm hay là gì, mà nếu mà nó ở trên cái soft palate hay là ở trên cái thịt thừa, cái amygdala, cái tonsil. Amidan. Dạ, có thể nó không phải amidan. Amidan xích ở trong, còn cái này nó nằm ở ngoài. Nó nằm ở ngoài trên đất giọng á. Dạ, nó trên cái hồi qua mấy năm rồi, bà nó hai mấy năm rồi nó có thể. Tôi hiểu. Dạ, yeah, so typically cái đó không có phải lo. Cái đó là gọi là nó phát triển rồi, vậy nó có bao giờ nó nghẹt rồi làm sao ăn? Nếu mà cái người bạn nói đó là nó tiếp tục nó cứ lớn lên đó, thì cái đó là một chuyện mình phải đi khám bác sĩ tai mũi họng tặng chắc ăn ha. Dạ, bác sĩ tai mũi họng đi khám bác sĩ được không bác sĩ? Được. Dạ, được. Có số dạ. Telephone của bác sĩ Amy trên TV đó. Uh-huh. Thì cô viết cái số của bác sĩ Amy xuống, xong rồi cô gọi. Số mấy bác sĩ? Số là 714-930-6989.
9369 nha bác sĩ. Dạ. Như vậy là mình lấy hẹn hay sao bác sĩ? Dạ, cô có thể gọi, but it depends on cái bảo hiểm của cô. Dạ, or bạn của cô. Dạ. 9369 nha bác sĩ. Dạ, dạ phải ạ. Mà nó không có hành đau hành gì, nó cũng bình thường vậy mà 22 năm rồi đó bác sĩ. Dạ. So chắc không sao, but just to make sure. Cô yên tâm đi, nó không sao, nhưng mà cứ tiếp tục khám bác sĩ tai mũi họng, đằng tối mình ngủ dễ hơn. Cảm ơn cô. À, năm nay bà 80 rồi. Ok, vậy khỏi. Cảm ơn. Vậy là mình lấy hẹn đó, bác sĩ ra ở đâu vậy, cho bác sĩ ở đường nào bác sĩ? Dạ, so cô just có thể gọi, mà cái văn phòng của cháu là trên Garden Grove. Dạ, Garden Grove, như vậy để nữa chỉ đường là tôi chỉ bà đi rồi đó hả bác sĩ ha? Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn bác sĩ, chúc bác sĩ vui vẻ, cuối tuần gặp nhiều may mắn nha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô. Dạ, chưa cuối tuần nha. Dạ, xin chào cô. Hello, cho biết tên tuổi và câu hỏi. Hello. Hello. Dạ. Dạ, tôi chào hai bác sĩ. Dạ, chào bác sĩ. Hai tôi 17 rồi, bệnh một chiếu rồi. Mà có một điều đó là gần đây tôi ngủ, tôi ngái. Dạ, chú vặn cái tivi xuống một tí nha chú, là nó khỏi bị echo đó cô, chú. Chú vặn cái tivi xuống. À, chú có hỏi đi chú. Dạ. À, tôi ngủ tôi ngái nhiều quá bác sĩ ơi. Bác dạ. Xã vợ ông ngái như là xe lửa chạy vậy. Rồi sao để cho nó bớt, hoặc là uống thuốc, hoặc là có một cái cách nào để cho không còn ngái nữa bác sĩ. Dạ, yeah, so có. Chú đuổi ra ngoài phòng ngủ. Dạ. Yeah. So có nhiều người bị cái problem này là ngái. So snoring. So cái này có nhiều nguyên nhân. So typically nếu mà có bị nghẹt mũi hay là bị dị ứng hay là bị problem with cái thịt thừa hay là tonsil, cái lưỡi đằng sau, cái đó all có thể làm cho ngáy. And so typically phải đi bác sĩ gia đình trước để coi and make sure nó không có bị sleep apnea. So cái đó là cái nguy hiểm của cái ngáy. And nếu mà không có đó, có thể đi một bác sĩ tai mũi họng để coi cái mũi. Because typically it's cái mũi, so bị nghẹt mũi hay là bị, you know, any sort of dị ứng ở trong mũi. À, chú vặn cái TV xuống kia chú. Thành ra đó, nếu mà không bị sleep apnea thì mà bị trục trặc về cái mũi đó thì mình có thể mổ nào mình cắt cái mấy cái turbinate xuống một tí ở trong cái mũi, có mấy cái giống như cái sừng mũi gọi là turbinates, cái đó là giống như một cái máy lọc hay là máy filtration ở trong cái mũi. And khi mà mình thở vô mấy cái chất like bụi hay là hoa phấn nó dính vô nó sẽ làm sưng. And so có thể dùng thuốc, so giống như thuốc xịt Flonase, or also làm giải phẫu. Ok. Ngay bây giờ mình cái phần thứ ba hết rồi, mình phải dành phần quảng cáo cho mấy cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình này.